Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình bấm phim Dị Mẹ Học Yêu. Thì mình nghe nói là ngày hôm nay cái bối cảnh này là bối cảnh chính của Ngọc Trinh. Diễn viên là có mình, có Ngọc Trinh và có Mạc Văn Khoa. Thì ngay bây giờ mình rất muốn gặp Mạc Văn Khoa và mọi người cũng rất muốn gặp Khoa, đúng không? Bởi vì vợ Khoa mới đẻ mà nó mít ướt lắm, nó khóc dữ lắm. Để mình vô mình phỏng vấn nó, mình hỏi tại sao nó khóc. Và ngày hôm nay chắc chắn mình biết là nó đang thiếu ngủ. Thế nào nó cũng chui vào một cái xó nào đó nó ngủ. Cho nên giờ mình ăn xong tô tiếu này mình sẽ đi gặp nó nghe. Của chú bé làm cha đang nằm ngủ đây các bạn. Thật là đáng thương. Nếu đối với mình một diễn viên khác là mình sẽ vô mình đánh thức, mình kêu dậy nói chuyện. Nhưng mà đối với nó thì nó đang làm cha 3-4 ngày rồi nó chưa ngủ. Cho nên mình tạm tha cho nó ngủ một chút xíu, mình make up xong mình sẽ kêu nó dậy ha. Make up cho anh đi, make up. Gì vậy? Đâu vậy? Nó nhỏ trong Khoa nó ngủ, mấy này nó thiếu ngủ lắm. Không có được, kêu nó dậy đi, chuẩn bị quay rồi. Bây giờ mình đôn một phân đoạn của người nào lên trước đi. Không được, 3-4 ngày này không làm cha nó không có ngủ. Làm gì phải nghiêm túc. Nó chui trong cái góc này. Cho nó ngủ, phải kêu nó dậy đi. Cho nó ngủ đi. Trời ơi, sao nhìn xấu dữ vậy? Thôi, cho nó ngủ tiếp đi, tội quá. Tại Vin làm cha rồi, Vin hiểu đúng không? Thôi, để tối quay cho nó nha. Chú bé làm cha. Đây. Nãy giờ anh không dám kêu em dậy, em cho em ngủ đó. Dạ. Em thấy anh có lương tâm không? Thôi em đi làm mặt đi nha. Rồi chúc là anh em mình tâm sự nha. Bắt tay chú bé làm cha cái nào. Trời ơi, một cái mặt em mà làm hết bao nhiêu đó phấn hả Khoa? Hả? Đồ make up riêng của em hả? Đâu, phấn phấn đầu của anh. Đừng cái xạo nè, tổ make up người ta ngộ ngoài em như này vì đâu có make up riêng nữa. Không, từ khi làm bố em phải đánh cái mặt nó đẹp hơn anh ạ. Mắt thật thâm quần quá cho nên là mình phải đến riêng ạ. Là em tự làm luôn hả Khoa? Dạ. Em tự làm luôn hả? Có người làm cho em. Đặc biệt luôn ha. Dạ. Ai làm bố được make up riêng hả? Đúng rồi anh, giờ em vai vế rồi. Sau khi make up chỉnh trang mặc đồ thì theo như mọi người ai là kép đẹp? Trong phim này em là kép đẹp mà. Một ông bố đẹp trai sẽ lấy nước mắt của quý vị khán giả. Người yêu của em trong phim này là ai? Em có người yêu ấy. Có. Ủa đây hả? Là nhà của người yêu em đó. À, bật mí cho em nghe luôn nha. Người yêu của em là Ngọc Trinh đó. Em ghen với anh và cuối cùng em sở hữu được cô ấy. Anh tới nhà anh tìm cô ấy, em mở cửa là em nói là lộn rồi. Anh làm sao có cửa đúng không? Đúng rồi, mọi người đoán xem Ngọc Trinh sẽ ngã vào vòng tay của ai. Cô tô đâu? Em xin gì cho con em vậy? Dạ. Xin cho con em thành nghệ sĩ hả? Lớn, cười nhiều hơn ạ. Hôm qua mới được gặp con. Rồi tất cả chúng mày, anh Khánh, Khánh qua đây đứng đứng ngay chỗ đúng điểm nãy em cho Khoa các điểm nhìn cái anh Khánh. Anh tìm ai đấy? Xin lỗi, cho tôi hỏi đây có phải là nhà của Băng Thiên không? Yeah.
thoại của trên phải mà. À em thoại trước đó không của anh mà. Không cần biết em là ai, không cần biết anh gì đó hồi nãy. Không có băng, không có băng gì, băng đảng gì hết đó. Xong anh mới hỏi em là ai, em đang thoại câu của anh đó. Đúng rồi. Anh tìm ai? Anh tìm ai? Anh tìm ai? Ừ. Đúng rồi. Anh tìm ai? Đấy rồi nhà băng gì đúng không? Đúng rồi. Thiếu ngủ nha. Rồi, hồi xưa có cái phim kia thôi anh ngủ. tìm ai nó bật đạo diễn luôn, coi hồi thế láng quay đi, hồi nó bật đạo diễn luôn nè. Ok, thiếu ngủ người ta hay quạo. Quay em ơi, sáng giờ đang chân chu nha mấy đứa ơi. Rồi tất cả chuẩn bị máy chạy, máy bát ba, máy set và diễn. Tao mày lên tạt bốn. Ờ. Bốn lần. Mày set và diễn. Tìm ai đấy? Cho hỏi đây có phải là nhà của băng Di không? Di nào? Ở đây là không có băng Di hay băng đảng gì hết nhá. Anh là ai vậy? Không cần biết tôi là ai. Không cần thiết, đi về đi. Chào Ngọc Trinh. Áo thì đi mượn. Nghe đọc bấm máy cảm giác sao Trinh? Cảm giác em rất là phấn khởi và rất là hạnh phúc vì em được mặc áo của anh nè. Trời ơi, bộ cái gì nịch cứng vậy? Nịch của anh luôn đó. Bạn trai của em là ai em biết chưa? Bạn trai của em trong phim em biết ai chưa? Là anh luôn đó. Chọn anh. Đó là bạn tốt, phải không? Anh mới là bạn trai. Con bé dễ thương ghê, buộc cái dây nịt kìa. Rồi đó, lại chân. Nếp ra sau đây luôn. Em cứ nếp qua thôi. À vậy hả? Là mắt của em. À rồi, ok. Rồi lát nữa sau đó anh mới lật lại là em mới đi vô thêm xíu. Trời ơi, lấy hình của tôi luôn kìa, bự quá vậy. Rồi, em với hai anh xong rồi nhớ tới ngày casting. Ông ơi, càng cắt tin của Galaxy. Cái này đi là cửa bắt đầu đóng đúng không? Đúng rồi. Rồi, giờ đóng lại con đòi vậy. Ôi, dây điện nè. Anh, dây điện ngồi. Đóng cửa rồi. Cửa đóng. Đây là cảnh nhà của bạn gái mình đó. Rồi, chào thử nha. Và đây là bạn gái của mình á. Bạn gái của mình là có một cái sở thích là chỉ là tình một đêm thôi. Và không thích cho người đàn ông biết nhà của mình bởi vì biết là mất công bị hai đêm. Đó, anh nói là lộ hết chi tiết phim nha, em mét anh được quá. Không, cái này anh nói phim khác. Cái này mình nói giỡn thôi. Chứ cô này thích nhiều đêm lắm. Vì cổ quá đẹp cho nên nhiều người đàn ông vây quanh và cuối cùng mình đã phải đối đầu với một cái gã đàn ông rất là đẹp trai và cái gã đó có tên là Mạc Văn Khoa. Em có áp lực đúng vai này không chứ? Hơi áp lực. Nhưng mà anh thấy vai này rất hợp với em á. Thiệt. Anh tưởng tượng ra được mấy cảnh quay nó vui á, cảnh nhậu vui nè. Cảnh xỉn vui nè. Áp lực về mấy cái cảnh là với con á, tại vì em chưa có trải nghiệm đó mà. Chưa có trải nghiệm. Tức là cô gái này chưa bao giờ có con ngoài đời cho nên là sợ cảnh có con. Còn đối với những diễn viên khác thì có những cái cảnh mà phải hung hoặc những cảnh mà rồi để chạy lại cho em ăn nằm á, người ta sợ. Không, tại người ta chưa bao giờ mấy cô gái mới lớn á, bữa anh đóng phim với cô gái mới lớn. Em không phải mới lớn đâu, em 31 tuổi rồi. Ê, em dám nói tuổi thiệt luôn hả? Sao để này anh chỉnh éo. Ngọc Trinh 31 tuổi nhưng mà nhìn như 21 tuổi nha các bạn. Trinh, em chưa nghĩ ra cái TikTok mà anh với em quay ngày hôm nay nữa nha. Cái đó để anh Kiều nó nghĩ nha. Thất thu đó, một ngày em phải được 3 cái clip TikTok, từ giờ tới tối là phải 3 cái. Quay lại. Bây giờ mình về thôi, bữa sau mình sẽ cho mọi người coi một cái clip hậu trường khác nữa. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình bấm máy cái bộ phim web drama của đạo diễn Tô Hòa Thuận. Phim này có tên là Chị Mẹ Học Yêu. Bye bye, cảm ơn mọi người đã xem clip này nha. Hẹn gặp lại mọi người ở một clip khác. Mọi người thấy không? Đố mọi người biết mình đang đóng vai gì. Sao mặt bên cạnh vậy? Đúng cảnh này Khánh đã lên coi như là tôi lên thiên đường rồi đó. Lên 3 tiếng từ sáng tới giờ mình mặc cái bộ đồ này cho nó ngắm nhân vật các bạn rồi mình ngủ để mình mơ màng để mình quay cái cảnh này cho nó thật. Bởi vì mình là thiên thần phải có cánh, anh mà... thì phải có em, hoa lá phải có cành.
đúng không con? Nhưng mà Khánh có thích cái cảnh này không? Với cái cảnh quay này thì thật ra mới đầu tôi không có thích, nhưng cũng một phần vì cảnh quay này cho nên tôi nhận lời đó các bạn. Cái cảnh quay này là tôi là thiên thần và cái cô gái mà nằm mơ thấy tôi là thiên thần đó thì cổ tắm quay gì vậy? Nói đi. Cổ tắm và cổ nằm mơ thấy tôi là thiên thần, tôi nhìn cổ cho nên tôi thích cảnh này lắm. Cho dù quay 2-3 giờ đêm tôi vẫn quay cảnh này để tôi cô đó là cô nào gì? Cô Bằng Di. Nó giỡn chứ đây là cô Ngọc Trinh quay cảnh này. Bây giờ mình ra nhìn người ta tắm. Không có khó bỏ cái tắm rồi. Thôi giờ trả dài mắn. Buồn. Đau khổ. Ta là thần tình yêu mà cho tới giờ lúc này ta vẫn chưa có được mảnh tình dắt dai nữa. Ta là thần tình yêu đây. Đút mặt nó đi. Khỏi ế thôi mấy ông nội. Mấy ông thiết kế ta khói. Qua đây nữa nè. Ê, cho xả vô nhà hết vậy. Mấy má, đánh cô đàn nha má.